Ngôi sao chạy cánh Wilfried Zaha, 30 tuổi, đã hết hạn hợp đồng với Crystal Palace từ ngày 1 tháng 7. Các cuộc đàm phán gia hạn với câu lạc bộ không thành công, buộc Zaha phải tìm bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Anh ưu tiên thi đấu tại châu Âu và PSG, Lazio và Roma đang xem xét ký hợp đồng với anh. Trong khi đó, thủ môn David De Gea cũng đối mặt với tương lai mới sau khi Manchester United thay đổi mức lương đề nghị và De Gea quyết định ra đi. Có khả năng anh gia nhập Bayern hoặc Atletico để đảm nhiệm vị trí thủ môn dự bị hoặc sang câu lạc bộ Arab Saudi, Anna. Cầu thủ chạy cánh Adama Traoré, 27 tuổi, không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Wolves, đội bóng mà anh phục vụ từ năm 2018. Việc Traoré chưa liên hệ với đội bóng ngoại hạng Anh nào trong kỳ chuyển nhượng hè này là điều khó tin đối với một cầu thủ ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu muốn nâng cao thành tích 194 trận ngoại hạng Anh, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha có thể phải chọn một trong những đội mới lên hạng. Nếu không, Traoré có thể phải trở lại Tây Ban Nha hoặc sang Arab Saudi để tiếp tục sự nghiệp. Jesse Lingard, tiền vệ tấn công 30 tuổi, không gia hạn hợp đồng với Nottingham Forest sau khi câu lạc bộ chủ hạng thành công. Họ không muốn tiếp tục trả mức lương cao nhất đội cho cầu thủ không ghi bàn hay kiến tạo trong 17 trận ngoại hạng Anh mùa trước. Các câu lạc bộ khác cũng không mặn mà với Lingard, cho rằng anh đã hết thời và không còn tỏa sáng như ngày nào. Lingard có thể phải sang Mỹ hoặc Arab Saudi để tiếp tục sự nghiệp. Sau 2 năm hợp đồng, PSG không gia hạn hợp đồng với trung vệ 37 tuổi Sergio Ramos. Cựu huấn luyện viên Christopher Galtier mô tả Ramos là cầu thủ quan trọng trong phòng thay đồ, nhưng lãnh đạo câu lạc bộ muốn trẻ hóa hàng thủ. Hiện Ramos đang nhận được đề nghị từ câu lạc bộ cũ Sevilla, hai câu lạc bộ Arab Saudi và Inter Miami, nơi đồng đội cũ Lionel Messi mới gia nhập. Kinh nghiệm và ảnh hưởng cá nhân là hai ưu điểm lớn nhất của cầu thủ giành 4 Champions League, 2 Euro và 1 World Cup. Trong khi đó, tiền đạo cánh James Rodriguez cũng trở thành cầu thủ tự do từ tháng 4 sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với Olympiacos Hy Lạp. Phong độ của anh không thuyết phục ban lãnh đạo câu lạc bộ và anh vẫn đang chờ đề nghị mới để tiếp tục sự nghiệp sau khi đã chơi cho nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern, Everton và Al-Rayyan, Qatar. Alex Oxlade-Chamberlain là một trong 4 ngôi sao hết hợp đồng với Liverpool hè này, bên cạnh Naby Keita, Roberto Firmino và James Milner. Trong khi ba đồng đội cũ sớm tìm được bến đỗ mới, cầu thủ 29 tuổi người Anh vẫn đang thất nghiệp. Trước khi hết hạn hợp đồng, Oxlade-Chamberlain từng nhận được sự quan tâm từ Aston Villa, Newcastle và Brighton. Mùa trước, anh chỉ chơi 13 trận trên mọi đấu trường. Nếu chấp nhận gia nhập các đội ở nửa dưới bảng tổng sắp ngoại hạng Anh, cơ hội thi đấu của Oxlade-Chamberlain sẽ nhiều hơn. Trong khi đó, Alexis Sanchez, cựu sao Barca, Arsenal, Manchester United và Inter vừa chấm dứt hợp đồng sớm với Marseille một năm trước hạn. Tiền đạo 34 tuổi đã qua thời đỉnh cao và không còn thu hút các câu lạc bộ hàng đầu. Anh nhiều khả năng sẽ sang Arab Saudi và gia nhập câu lạc bộ Al-Fateh, nơi Al-Fateh xếp thứ 6 tại giải Saudi Pro League mùa trước.